Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Tư ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lâm Đồng tổng kết chương trình hành động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Lâm Đồng chính thức hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều hoạt động thiết thực sôi nổi chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Gạo Việt đã xuất khẩu đi hơn 150 thị trường. Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài. Nước sạch về với đập Ròn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 26 tháng 12, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lâm Đồng lần thứ 10, khóa 7, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm tổng kết công tác mặt trận trong năm 2018, thảo luận và đề ra chương trình phối hợp hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lâm Đồng năm 2019. Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tại Lâm Đồng cùng lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các tổ chức đoàn thể thành viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12 huyện thành đã đến dự. Tại hội nghị, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo tóm tắt tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2018. Theo đó, đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh được cải thiện. 17 trên 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch năm 2018 đã đề ra. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tiếp tục được chú trọng. Công tác quốc phòng an ninh, trật tự được giữ vững. Có được những kết quả trên là do sự đồng lòng của nhân dân, phối hợp cùng các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Trong năm 2018, phương thức tập hợp đoàn kết nhân dân có sự đổi mới. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai đồng bộ. Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chính sách dân tộc, tích cực phát triển sản xuất. Thông qua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, toàn tỉnh hiện có trên 1.000 mô hình, số hộ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ trên 88%, thôn văn hóa đạt tỷ lệ 92%. Trong năm qua, trên 5.400 nhân tố điển hình người tốt, việc tốt đã được tôn vinh, qua đó làm lan tỏa những điều tốt, việc thiện và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước. Trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mặt trận các cấp trong tỉnh đã tặng 14.790 số quà cho các hộ khó khăn với tổng số tiền 4,1 tỷ đồng. Vận động quỹ vì người nghèo toàn tỉnh được 12 tỷ đồng, kịp thời phân bổ 800 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra. Thông qua cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã giúp giới thiệu sản phẩm Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức 48 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và 155 cuộc tiếp xúc với đại biểu Hội đồng Nhân dân, với trên 16.700 cử tri tham dự. Bộ máy chuyên trách của mặt trận các cấp trong tỉnh thường xuyên được thay thế, bổ sung, phát huy vai trò của các thành viên trên các lĩnh vực, tham gia công tác mặt trận, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của mặt trận Tổ quốc các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Bên cạnh những kết quả trên, công tác phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên còn chưa đồng đều, hiệu quả. Chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là cấp cơ sở còn những mặt hạn chế nhất định. Chính vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị mặt trận các cấp tỉnh Lâm Đồng cần có những giải pháp nhằm tăng cường phát huy có hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới. Đặc biệt, chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cái phương thức và cái nội dung hoạt động của mặt trận và các tổ chức thành viên sao cho nó phù hợp với thực tiễn xã hội và cái tình hình thực tế của địa phương chúng ta, cũng như cái nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân. Trong đó trọng tâm là đổi mới công tác tuyên truyền, công tác vận động nhân dân. Nói các anh chị là mình công tác tuyên truyền nó phải vừa phù hợp với nhu cầu mang tính chất tự nhiên,
Chứ bây giờ các anh chị không thể vận động ép buộc được đâu mà. Nhưng mà phải vừa đảm bảo cái tính tự nguyện của người dân trong cái tham gia các cái phong trào, trong các hoạt động xã hội. Và phải tạo cho được cái phong trào là toàn dân hăng hái tham gia thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững cái an ninh trật tự trên địa bàn. Đề nghị là mặt trận và các tổ chức thành viên đó tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động, các tổ chức thực hiện các cái cuộc vận động, các cái phong trào thi đua yêu nước, các cái chương trình đề án đáp ứng được yêu cầu của chỉ đạo của địa phương và đáp ứng được yêu cầu của người dân. Ngoài ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh về việc kiện toàn, tinh gọn bộ máy Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên, tránh chồng chéo, phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền và các đơn vị trong việc tiếp dân, phòng chống tham nhũng, tích cực chuẩn bị cho các hoạt động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2019-2024, diễn ra trong năm tới thành công tốt đẹp. Các đại biểu dự hội nghị cũng đã nghe tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự và số lượng đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương thay thế và ra mắt Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2014-2019. Tại hội nghị này, 3 tập thể đã được nhận cờ thi đua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 7 tập thể xuất sắc trong triển khai công tác mặt trận đã được trao bằng khen. Ngoài ra, 8 đơn vị và 3 cá nhân cũng được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ghi nhận công tác phối hợp và thống nhất hành động trong năm 2018. Cũng trong sáng nay, Văn phòng Đại biểu Quốc hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ bàn giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Việc chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội về Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng quản lý là thực hiện theo nghị quyết số 580 ngày 4 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện thí điểm việc hợp nhất 3 cơ quan: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tại 10 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Lâm Đồng, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. đã ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động, cơ sở vật chất, kinh phí của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về Ủy ban Nhân dân tỉnh, trên tinh thần giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ, số lượng công chức, hợp đồng lao động hiện có. Đảm bảo sự ổn định xuyên suốt của công tác tổ chức, công tác chuyên môn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 7 công chức, 3 lao động hợp đồng từ Văn phòng Quốc hội về công tác kể từ ngày 1 tháng 1, 2019. Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã khẳng định việc thực hiện công tác chuyển giao được thực hiện theo đúng quy định, không ảnh hưởng đến công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân tỉnh. Nhiệm vụ của văn phòng mới sau sáp nhập sẽ không thay đổi, nhưng phương thức tổ chức, cách thức điều hành sẽ có đổi mới để phù hợp với bộ máy. Trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan văn phòng sau sáp nhập ngày càng cao, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để Văn phòng Quốc hội tỉnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm S. đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua, đồng thời mong muốn Văn phòng Quốc hội tiếp tục giúp địa phương giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp nhất, hoàn thiện bộ máy, cũng như tiếp tục phát huy khả năng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ mới. Phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay: triển lãm thành tựu kinh tế xã hội và nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Lâm Đồng thúc đẩy khởi nghiệp nông nghiệp cho thanh niên ở các địa phương. Sáng nay tại quảng trường Lâm Viên, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế xã hội chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cùng đông đảo người dân và du khách đã tham dự. Triển lãm đã giới thiệu khá toàn diện về những thành tựu kinh tế xã hội của thành phố Đà Lạt trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển. Trong mỗi giai đoạn, thành phố đã ghi dấu rõ nét về một trung tâm văn hóa chính trị của tỉnh Lâm Đồng bằng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân và lãnh đạo thành phố. Hôm nay, Đà Lạt đã trở thành thành phố xanh, sạch đẹp và được ghi tên trên bản đồ châu Á và là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
cái ý nghĩa của cái triển lãm này, muốn ôn lại những cái kỷ niệm hoặc là những cái quá trình phát triển của thành phố qua các thời kỳ, đặc biệt là phát triển kinh tế và xã hội của thành phố, khơi dậy cho người dân Đà Lạt cái lòng tự hào của dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ và tầng lớp nhân dân đã cống hiến và xây dựng cho thành phố Đà Lạt, hướng đến cùng nhau góp sức và xây dựng thành phố Đà Lạt phát triển bền vững trong tương lai tới. Với 28 cụm gian hàng triển lãm bao gồm tranh, ảnh, tư liệu lịch sử, các sản phẩm nông sản đặc trưng của thành phố Đà Lạt đã tạo nên một không gian thú vị cho người xem thưởng lãm, chiêm nghiệm về con người, cảnh sắc văn hóa xã hội của thành phố trong từng khoảnh khắc không gian thời gian. Tôi thấy triển lãm đợt này nó thể hiện cái thành tựu kinh tế xã hội của Đà Lạt rất là nổi bật và đánh dấu một cái bước trưởng thành lớn của Đà Lạt của chúng ta. Cái đặc trưng của Đà Lạt lần này thể hiện cũng rất là đa dạng và phong phú và nhiều cái tư liệu, nhất là cái tư liệu cổ về ở phía ngoài kia lần này mới có. Đây là một dịp để người dân Đà Lạt hiểu hơn về chính mình, về quê hương của mình, về sự hình thành và phát triển mà xưa nay cũng chỉ là nói chung thôi chứ bây giờ mới là có dịp. Có thể nói hoạt động triển lãm các thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của thành phố Đà Lạt này được tổ chức khá bài bản và tạo cảm giác luôn cuốn hút người xem, trở thành một điểm tham quan giải trí trong những ngày chào đón năm mới. Đây là vui chơi cho các cháu thì rất là thoải mái, xem ảnh, xem hoa, xem tất cả thì rất là tốt. Nói chung là học được những cái cách làm, học được những cái giống hoa, giống kia nọ để mình về mình tuyên truyền cho mọi người vậy đó. Triển lãm thành tựu kinh tế văn hóa xã hội là một trong 12 chương trình chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Triển lãm sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đã trao giải cho 11 tập thể và 33 cá nhân đã có bài thi xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu về Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển. Tiếp tục chương trình là những thông tin về các hoạt động chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển. Chiều hôm qua ngày 25 tháng 12, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc triển lãm kỹ vật văn hóa người Đà Lạt. Trong không gian tòa biệt thự cổ, trước đây là dinh tỉnh trưởng, hơn 1.000 hiện vật, từ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đến các phương tiện sản xuất được bố trí theo 6 chủ đề chính, gồm nguyên quán, âm trầm, ngược sáng, khoảng lặng, thời ấy và tìm lại. Các chủ đề được sâu chuỗi theo một câu chuyện nhằm tái hiện lại đời sống văn hóa xã hội của người dân Đà Lạt, thời khai hoang, lập ấp. Điều đặc biệt, phần lớn các hiện vật kỹ vật là do người dân Đà Lạt hiến tặng. Được biết, triển lãm được mở cửa cho du khách và người dân đến tham quan miễn phí trong dịp chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển. Hứa hẹn, đây sẽ là một điểm đến lý thú dành cho những ai muốn tìm hiểu về Đà Lạt xưa. Thưa quý vị và các bạn, tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng cường sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, cũng như nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp, đặc biệt trên cây hoa cúc là một trong những nội dung chính tại hội thảo phát động chương trình hỗ trợ nông dân tiết kiệm điện trồng trong đèn hoa cúc tại Lâm Đồng theo mô hình ESCO của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương tổ chức vào sáng nay ngày 26 tháng 12. Tham dự hội thảo có ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên lĩnh vực nông nghiệp, các ngành chức năng thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Thống kê của ngành nông nghiệp Lâm Đồng, hiện trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận có trên 8.000 hecta diện tích đất trồng hoa với sản lượng trên 2,5 tỷ cành. Chính vì vậy, để phục vụ cho diện tích sản xuất hoa nói trên, người nông dân và các đơn vị doanh nghiệp nông nghiệp phải sử dụng trên 2 triệu bóng đèn để chiếu sáng với mật độ từ 1.000 đến 1.600 bóng một hecta. Theo đánh giá, đa phần hiện nay, phần lớn các bóng đèn được sử dụng chủ yếu là bóng đèn compact. Đây là đèn vừa tiêu tốn nhiều năng lượng điện, lại có tuổi thọ thấp. Do đó, việc tìm kiếm một giải pháp để thay thế là một điều hết sức cần thiết. Chúng ta biết rằng là cái việc sử dụng đèn LED để trồng hoa cúc, thì theo tính toán hiện nay, nông dân Lâm Đồng sử dụng hàng năm như vậy là trên 2 triệu bóng đèn compact để trong hoa cúc. Nếu như chuyển sang sử dụng LED thì một năm
chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng 40 triệu kWh điện. Nếu giảm được với sản lượng là 40 triệu thì ngành điện sẽ giảm đi cái việc đầu tư đường dây, nhà máy điện, cái hạ tầng của ngành điện. Ngoài cái việc giảm tiêu thụ về điện năng thì cái việc phát nóng của các loại đèn rồi thải ra môi trường các cái chất khí độc thì nó cũng giảm đáng kể về cái môi trường. Mô hình ESCO là hợp đồng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, người nông dân các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, với mục đích giảm thiểu chi phí về năng lượng. Theo đó, người nông dân sẽ được cung cấp lắp đặt một hệ thống điện sử dụng đèn LED trên diện tích sản xuất của gia đình. Khi dự án đi vào vận hành, chi phí năng lượng tiết kiệm được sẽ được chia sẻ giữa khách hàng và dự án ESCO. Sau khi chủ đầu tư dự án thu hồi được vốn, sẽ chuyển giao toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng cho khách hàng sử dụng. Hiện nay thì qua sử dụng được mấy vụ rồi thì thấy là thứ nhất là tiết kiệm được rất là nhiều điện, tiền điện. Bình quân hàng tháng mà mấy vụ trước là một tháng là phải trả bình quân khoảng cỡ 3 triệu cho 3 sào. Thì hiện nay thì chỉ tầm khoảng cỡ 1 triệu thôi, thì tiết kiệm được rất là nhiều. Về mà cái hiệu quả thì hồi xưa thì ta cứ dùng điện là đúng một tháng ta cắt điện, mỗi tối ta trong từ 6 đến 8 tiếng. Thì hiện nay ta vẫn dùng y chang vậy. Hiệu quả cây thì vẫn phát triển đều tốt. Trong quá trình mà triển khai như vậy thì sau khi xây dựng đề án thì chúng tôi cũng tham gia một cách là tích cực, phối hợp, đặc biệt phối hợp với các nhà khoa học để mà đưa vào cái đèn LED vào cho hộ nông dân. Cái khó khăn nhất là hiện nay là cái làm sao cho người nông dân hiểu được cái lợi ích của cái khi mà chúng ta triển khai cái này, người nông dân sẽ là được cái gì là đầu tiên. Muốn như vậy thì chúng tôi phải có một mô hình thí điểm ở thực tiễn ở tại thực tế tại hiện trường. Thì như vậy qua cái mô hình đấy thì người nông dân nhận thấy là cái hiệu quả đem lại. Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về nông nghiệp và các hộ nông dân đã tập trung trao đổi, thảo luận những tính năng ưu việt của đề án hỗ trợ nông dân tiết kiệm điện trong đèn hoa cúc, nhất là trong việc tiết kiệm điện, kích thích sự phát triển của cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng cho người nông dân trong canh tác, sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, chia sẻ các cách thức hỗ trợ, tổ chức để triển khai thực hiện. Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã đánh giá cao giá trị thực tiễn của dự án, đồng thời cho biết trong xu thế hiện nay, nhất là trong thời điểm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, thì việc xây dựng mô hình này là một điều cần thiết. Điều này không chỉ góp phần xây dựng một nền nông nghiệp địa phương mang tính hiện đại, có chiều sâu, mà còn là giải pháp hữu hiệu để áp dụng các công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Một giải pháp công nghệ để giải quyết được vấn đề là ba vấn đề: lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội, vấn đề môi trường rất là quan tâm. Trên cơ sở như thế, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta tiệm cận ngay trên cơ sở tích hợp này, trên cái phải nghiên cứu, thì đề nghị công ty điện lực và công ty Đông Dương phối hợp với Sở Nghiệp Phát triển thôn và các ngành chức năng đưa vào trong nội hàm phát triển nông nghiệp thông minh, tính rộng rất quan tâm. Bởi vì muốn phát triển nông nghiệp thông minh thì phải đầy đủ là 8 cái nội hàm. Nội hàm thứ nhất đó là cái công nghệ cảm biến kết nối Internet vạn vật, đó là IoT. Thứ hai là phải có công nghệ đèn LED. Thứ ba là cái công nghệ thiết bị bay không người lái. Thứ tư là cái robot trong nông nghiệp. Thứ năm là hạ tầng canh tác. Đây là một trong những nội hàm mà nông nghiệp thông minh Lâm Đồng đã hướng tới. Chúng tôi thấy hoàn toàn rất là đúng, do chúng ta cần hướng đến đèn LED là không những nông nghiệp công cao mà tiệm cận ngay về cái nông nghiệp thông minh. Theo kế hoạch, đề án hỗ trợ nông dân tiết kiệm điện trong đèn hoa cúc trước mắt sẽ được triển khai cho 150 hộ nông dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Sau đó sẽ đánh giá sơ bộ và mở rộng phạm vi về quy mô của dự án. Rõ ràng không chỉ tiết kiệm điện, góp phần bảo vệ môi trường, mà đề án hỗ trợ nông dân tiết kiệm điện trong đèn hoa cúc còn giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội trong việc sử dụng tiết kiệm điện, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành nông nghiệp địa phương. Từ những tiềm năng lợi thế để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đã chọn mô hình nông nghiệp để khởi nghiệp. Trong số 17 đề án hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh đạt giải thưởng năm 2018 vừa qua, thì có đến 10 đề án liên quan đến nông nghiệp. Điều này cho thấy thanh niên đang phát huy sức trẻ, tận dụng những lợi thế của địa phương để làm giàu cho chính mình. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng của Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt.
với hệ thống trang thiết bị đầu tư trên 10 tỷ đồng phục vụ cho công tác giảng dạy các môn chuyên ngành về nông nghiệp của nhà trường. Đặc biệt, ngành học này được áp dụng chương trình công nghệ sinh học quốc tế chuyển giao từ Học viện Chisholm Australia. Để tận dụng hệ thống máy móc hiện đại được trang bị, ngoài việc tập trung giảng dạy cho số sinh viên đang theo học tại khoa, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt còn mở thêm các lớp dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên và người dân có nhu cầu. Dù chỉ mới đưa chương trình vào giảng dạy được gần một năm nay, nhưng các lớp học này đã thu hút và đào tạo được cho trên 800 học viên, chủ yếu là các bạn trẻ. Tỉnh Lâm Đồng là một trong kết nối của cả nước về việc áp dụng nông nghiệp công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp, và cái nhu cầu của lao động về ngành nghề này cũng ngày càng rất nhiều. Vì vậy, nhà trường xác định được nhu cầu đó thì nhà trường có thành lập khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng. Thì trong khoa nông nghiệp sinh học ứng dụng có các nghề như là công nghệ sinh học, bảo vệ thực vật, và thường xuyên đào tạo các cái lớp ngắn hạn liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp cho những người có nhu cầu. Sau 3 năm học nghề nông nghiệp tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, với những kiến thức được tích lũy, Chiều Quốc Khánh đã mở cơ sở nuôi cấy mô và ươm cây giống phục vụ người dân Đà Lạt và các vùng phụ cận. Qua 3 năm được thành lập, cơ sở của Khánh ngày càng mở rộng về quy mô, trong đó chuyên về các giống hoa, cẩm chướng và khoai tây. Bình quân mỗi tháng, cơ sở này cung cấp cho thị trường trên 200.000 cây giống, với thu nhập 150 triệu đồng một tháng và giải quyết việc làm thường xuyên cho 16 lao động địa phương, với mức lương trung bình 6 triệu đồng một người một tháng. Ở trường nghề nó khác, ở những cái trường khác là mình được học về cái thực hành nhiều lắm. Thì từ trường ra và từ cái kinh nghiệm mà mình trao dồi từ sau này, thì đối với em thì một cái gì em đam mê, một cái gì đó nó mới hơn. Thì em làm nuôi cái mô, thì mặc dù nó không mới thôi với thế giới, nhưng mà đối với lại một cái ngành nông nghiệp ở Việt Nam mình thì là đó là một cái gì đó là nó đi đầu. Từng nhiều năm công tác tại Chi cục Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng, Đặng Trung Tuyên quyết định từ bỏ công việc để bắt tay vào khởi nghiệp ngay chính trên mảnh đất mà anh đã sinh ra ở Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Đó là nghề trồng dâu sạch gắn với mở các dịch vụ tham quan du lịch tại vườn. Qua nhiều năm gầy dựng, đến nay thương hiệu dâu sạch Gupu do anh làm chủ được nhiều người biết đến và đón hàng trăm lượt khách tham quan mỗi ngày. Sau những năm tháng vất vả và gặt hái được những mùa ngọt, đến tận bây giờ, sau khi đã thành công với mô hình mới, điều tâm đắc nhất đối với chàng trai này là không phải mình kiếm được bao nhiêu tiền, mà quan trọng nhất chính là mình dám dấn thân, dám đi theo con đường mình đã lựa chọn. Đó là gắn bó và làm giàu với nghề nông mà gia đình anh đã gắn bó nhiều thế hệ. Cái nhu cầu sản phẩm về cái nông sản sạch của người tiêu dùng ngày ngày càng rất là nhiều. Cho nên là mình cũng muốn trở về để phát triển cái vườn dâu ở nhà mình. Thời gian đầu thì mình cũng gặp khó khăn do còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng mà sau một thời gian thì mình cảm thấy cũng ổn hơn. Thì việc phát triển trồng dâu thì trong dự định thì em cũng sẽ phát triển thêm khoảng trước mắt và nhân gấp đôi cái diện tích hiện tại. Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy thế mạnh này. Trong đó, ngoài tập trung đào tạo cho đội ngũ học sinh, sinh viên theo học ngành nghề liên quan đến nông nghiệp, thì các chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích thế hệ trẻ khởi nghiệp trên lĩnh vực này cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Bởi ở lực lượng thanh niên, ngoài những kinh nghiệm sản xuất trên đồng ruộng mà gia đình họ gắn bó từ nhiều đời nay, cộng với sự quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương chính là động lực để giúp họ dễ dàng thành công hơn. Trong chính sách đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nông nghiệp cần phải có cái chính sách khuyến khích, đặc biệt là khuyến khích con em những người nông dân khi mà học tập ở các trường cấp 3 thì có cái định hướng phân luồng để tham gia cái học tập cái lĩnh vực nông nghiệp với thời gian ngắn, với cái tiếp cận là hiện đại thì người ta ra trường người ta có việc làm, có thu nhập ổn định. Không chỉ đương đầu với những khó khăn khi thanh niên chọn khởi nghiệp từ nông nghiệp, lĩnh vực lâu nay vẫn được xem là tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng với sự hỗ trợ đắc lực từ các cấp, các ngành, nhiều bạn trẻ trong tỉnh đã được định hướng và mạnh dạn bắt tay vào khởi nghiệp. Họ chính là những nhà nông trẻ nhiều kiến thức, giàu nhiệt huyết và đam mê, làm chủ để đưa những sản vật của quê hương phát triển lên một tầm cao mới.
Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 26 tháng 12, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác pháp chế, công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho trên 100 đại biểu là cán bộ pháp chế, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018, đồng thời hướng dẫn nội dung các biểu mẫu phục vụ hệ thống hóa văn bản và các báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ công chức làm công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh nâng cao các kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhận thức trách nhiệm đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là giúp các cơ quan đơn vị liên quan sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sáng 26 tháng 12, Học viện Lục quân bế giảng và trao chứng chỉ lớp bồi dưỡng kiến thức cao cấp lý luận, chính trị cho 300 học viên là cán bộ trung sư đoàn và cán bộ chỉ huy, sĩ quan lực lượng vũ trang các địa phương. Tham dự có lãnh đạo Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Ban Giám đốc và các phòng khoa của Học viện. Kết quả học tập 100% học viên hoàn thành tốt chương trình đào tạo, trong đó tốt nghiệp loại giỏi đạt gần 6%, trên 93% đạt loại khá. Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện khẳng định, qua 3 tháng tổ chức, các học viên được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, quan hệ quốc tế và chính trị học, kinh tế văn hóa, các vấn đề khoa học và lãnh đạo, quản lý. Khóa học đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. Những nội dung được cập nhật tại khóa học này sẽ góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ sĩ quan, các đơn vị lực lượng vũ trang, áp dụng vào nhiệm vụ chuyên môn, huấn luyện, đặc biệt phát huy thực tiễn công tác tại từng đơn vị, đáp ứng xây dựng đội ngũ quân đội ngày càng phát triển trong thời kỳ mới. Được biết, đây là khóa bồi dưỡng kiến thức cao cấp lý luận chính trị đầu tiên được Học viện Lục quân tổ chức, tạo tiền đề cho công tác đào tạo, nghiên cứu cho các lớp tiếp theo. Sáng nay 26 tháng 12 tại thành phố Đà Lạt, Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng và các ngành liên quan đã tổ chức hội thi sinh viên với luật giao thông đường bộ, thu hút sinh viên của 8 trường trên địa bàn tỉnh về tranh tài. Tại hội thi, các đội trải qua 2 phần thi chính gồm thi kiến thức pháp luật và thi tiểu phẩm với các nội dung câu hỏi liên quan đến luật giao thông đường bộ, các tình huống xảy ra trong quá trình tham gia giao thông, dựa trên các tiêu chí về thời gian, hình thức thể hiện và những kiến thức thực tế của từng câu hỏi, để ban giám khảo chấm điểm xếp hạng. Hội thi góp phần tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, góp phần xây dựng nếp sống và văn hóa giao thông trong nhà trường và cũng là dịp để sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, nâng cao nhận thức về luật giao thông đường bộ, đồng thời cùng vận động người thân, gia đình, bạn bè tham gia học tập và chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ và các văn bản liên quan. Gạo Việt tìm được chỗ đứng ở thị trường nhiều nước trên thế giới. Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài. Là những thông tin đáng chú ý phần tin trong nước và quốc tế. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam ngày càng tăng mạnh vào cuối năm. Ước tính đến thời điểm này, lượng kiều hối gửi về nước là 18,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6,6% GDP của cả nước. Cũng theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, phần lớn lượng kiều hối Việt Nam là chảy vào sản xuất. Bên cạnh đó, lượng kiều hối theo chân Việt kiều về nước khởi nghiệp cũng ngày càng tăng, đặc biệt là trong những năm gần đây. Còn theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, kiều hối chuyển về nước thời gian qua chủ yếu qua 4 kênh là ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế, hải quan hoặc bưu điện. Trong đó khoảng 70% lượng kiều hối về Việt Nam chảy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 22% đổ vào lĩnh vực buôn bán bất động sản và số còn lại là vào các lĩnh vực khác. Gạo Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thị trường xuất khẩu đã mở rộng vào các nước châu Mỹ, Trung Đông, v.v. Năm 2018 là dấu mốc đáng kể với ngành sản xuất và xuất khẩu gạo Việt Nam, với kim ngạch gia tăng đến 20%, tăng cả giá trị và sản lượng.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam đã duy trì xu hướng tích cực ngay từ đầu năm nhờ tín hiệu nhập khẩu trở lại từ nhiều thị trường, theo cả hợp đồng tập trung và hợp đồng thương mại. Hạt gạo Việt Nam cũng đã bước đầu thâm nhập được các thị trường yêu cầu chất lượng cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và liên tiếp duy trì vị trí nước xuất khẩu lớn thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Thái Lan. Giá gạo xuất khẩu duy trì ở mức cao, góp phần tiêu thụ lúa gạo hàng hóa với mức giá cao. Mới đây, ngành thuế đã có văn bản chỉ đạo rà soát các cá nhân kinh doanh quán cóc, vỉa hè, xe ôm. Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại những đối tượng này sẽ sớm bị thu thuế và cho đó là tận thu. Nhưng ở chiều trái ngược lại, có ý kiến cho rằng việc đưa vào quản lý sẽ tạo sự công bằng cho các đối tượng có hoạt động kinh doanh. Văn bản của Tổng cục Thuế đề nghị rà soát các cá nhân kinh doanh vỉa hè, xe lam, chủ thầu xây dựng vãng lai, kinh doanh quán cóc, vỉa hè, hộ kinh doanh tại các điểm tự phát. Là đối tượng nằm trong danh sách rà soát, người lái xe ôm tỏ ra lo ngại. Bây giờ cái này thì nó phập phù đấy các bạn, cũng có hôm thì được 150-200, có hôm cả được. Bởi vì bây giờ cái nghề ấy này là nó rất là ít khách. Bởi vì ta kiếm được bao nhiêu đâu mà lại thu thuế. Mà thu nhập cao bảo là còn thuế gần đấy chứ đấy là thu nhập người gọi là đi kiếm ăn tự do này là gọi là thu nhập thấp nhất của các loại thu nhập. Tuy nhiên, thực tế của việc rà soát này là do con số quản lý của cơ quan thuế chỉ hơn 1,6 triệu hộ, thấp hơn 581.700 hộ so với con số thống kê của cuộc tổng điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê. Do vậy, việc ra văn bản của Tổng cục Thuế để tổng hợp dữ liệu đưa vào diện quản lý, theo một số chuyên gia lại là sự hợp lý. Khi mà đã có cái hoạt động kinh doanh ấy, thì phải có các cái hoạt động đăng ký và cái hoạt động quản lý nhà nước. Yêu cầu của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đưa ra để rà soát các cái đối tượng kinh doanh hiện nay và quản lý các đối tượng kinh doanh là hợp lý. Hiện hộ kinh doanh chỉ chiếm 2% tổng thu ngân sách, nhưng không thể vì quá ít mà buông lỏng quản lý, bỏ sót thuế. Tuy vậy, những đối tượng cần rà soát hầu hết là kinh doanh không thường xuyên, nhỏ lẻ, nên việc quản lý không hẳn là đã khả thi. Các cái đối tượng mà chúng ta vừa đề cập, có thể nói là họ rất là nhỏ, thứ hai nữa là rất rải rác, và thứ ba đặc biệt là không ổn định. Thế thì cái việc thu sẽ nó rất là khó, tính khả thi không cao, thậm chí đó, nếu thiết kế không tốt thì có thể trở thành một cái kênh để mà tham nhũng chính thức hay là lạm dụng để mà tham nhũng cho những bộ phận mà những người có cái chức trách được giao đi thu thuế. Như vậy, việc đưa các cá nhân kinh doanh tự do vào diện quản lý không có nghĩa là các đối tượng này sẽ phải nộp thuế, mà theo quy định của luật thuế thì chỉ trường hợp có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm mới phải nộp thuế. Các chuyên gia khuyến cáo việc triển khai cần thận trọng để thu đúng, thu đủ, tránh tạo ra không gian để tham nhũng phát sinh. Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một loạt biện pháp tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo đời sống cho lao động nước ngoài. Theo hệ thống thị thực mới, lao động nước ngoài từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiếp nhận theo hai loại thị thực. Bất chấp các ý kiến chỉ trích cho rằng chính phủ đang hành động quá nhanh và chưa chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp nhận một lượng lớn lao động nước ngoài, Tokyo vẫn lên kế hoạch nới lỏng các quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại nước này từ tháng 4 năm 2019, nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng. Theo đó, lao động các nước được cho là sẽ nhập cảnh thông qua hệ thống thị thực mới, chủ yếu đến từ 9 nước châu Á, gồm Campuchia, Indonesia, Myanmar, Nepal, Thái Lan, Trung Quốc, Philippines và Việt Nam. Theo thông báo, người lao động sẽ tiếp nhận theo hai loại thị thực. Loại đầu tiên đòi hỏi người lao động có trình độ học vấn và kinh nghiệm nhất định, trong khi loại thứ hai dành cho nhóm có kỹ năng làm việc cao hơn. Tuy nhiên, loại hai có khung yêu cầu cao hơn. Theo đó, người lao động phải vượt qua bài kiểm tra kỹ năng cấp độ cao và được phép đưa gia đình đi cùng. Số lần gia hạn thị thực cũng không bị hạn chế, từ đó mở ra cơ hội định cư tại Nhật Bản. Trung Quốc tiếp tục ghi nhận đợt bùng phát dịch cúm lợn châu Phi thứ ba tại tỉnh Quảng Đông trong vòng chưa đến một tuần. Bộ Nông nghiệp nước này cho biết đợt dịch thứ ba đã khiến 11 trong tổng số 90 con lợn bị chết tại một trang trại ở huyện Bắc La của tỉnh Quảng Đông. Hồi cuối tuần trước, các nhà chức trách phát hiện 30 con lợn nhiễm bệnh tại một trang trại khác ở quận Hoàng Phố, tỉnh Quảng Châu. Giới chức địa phương đã cách ly khu vực có dịch và tiến hành tiêu hủy hơn 6.000 con lợn. Cả ba đợt bùng phát dịch sốt lợn châu Phi xảy ra tại tỉnh Quảng Đông buộc chính quyền Hồng Kông, Trung Quốc phải tăng cường kiểm soát nguồn nhập thịt lợn. Trung Quốc báo cáo trường hợp nhiễm cúm lợn châu Phi đầu tiên tại tỉnh Liêu Ninh vào tháng 8 năm 2018. Bệnh cúm lợn châu Phi không nguy hiểm tới tính mạng con người, nhưng gây ra tình trạng sốt xuất huyết nghiêm trọng ở gia cầm nuôi và lợn, có thể khiến con vật chết chỉ sau vài ngày.
hiện vẫn chưa có thuốc điều trị hay vaccine phòng dịch bệnh. Italia sẽ trợ giá tới 6.000 euro cho khách hàng mua xe ô tô mới có lượng khí thải thấp, trong khi đánh thuế vào xe ô tô chạy bằng diesel và xăng dầu với dung tích lớn. Đây là một trong những nỗ lực trong chiến dịch ngăn chặn biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Mức thuế 1.100 euro sẽ được áp dụng đối với khách hàng mua mới xe ô tô chạy bằng diesel và xăng với lượng phát thải 161 đến 175 gram CO2 trên 1 km và mức thuế tăng dần với lượng khí thải tăng. Tuy nhiên, những quy định này đang gây tranh cãi trong chính quyền Italy. Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm sau. Hiện nay, xe điện, xe chạy hỗn hợp xăng điện và chạy bằng khí metan chỉ chiếm 7% doanh số bán xe ô tô ở Italy. Thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay: đưa nước sạch về các xã khó khăn tại huyện Đam Rông, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Đối với các xã Đầm Ròn bao gồm Đà Long, Đà Tông, Đà Mơ Rông, vào mùa khô hạn có tới trên 500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Nhiều người phải mang can, xô đi hàng cây số đem nước về gia đình để sinh hoạt. Trước thực tế này, từ nhiều nguồn vốn đầu tư khác nhau, huyện Đầm Ròn đã ưu tiên một phần kinh phí đầu tư các công trình nước sinh hoạt cho các xã ở đây. Nếu như những năm trước, gia đình chị Ca Liên ở Đà Mơ Rông phải sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh, thì từ đầu năm 2018 đến nay, gia đình chị đã được sử dụng nguồn nước sạch. Đó là nhờ công trình được Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Đam Rông đầu tư. Dòng nước mát lạnh đã giúp bà con cải thiện chất lượng bữa ăn, thuận tiện giặt giũ và đảm bảo sức khỏe. Ngày trước kia không có nước thì ra suối kia giặt thấy khó khăn quá, nhưng đường xuống dốc lại khó. Nhưng bây giờ hiện tại có nước sạch rồi thì vẫn đỡ khó khăn hơn. Ngoài gia đình chị Ca Liên thì trong 3 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ của các cấp đã đầu tư 11 tỷ đồng để xây dựng các công trình nước sạch tại các xã Đạ Mờ Rông, Đạ Tông, Đạ Long, nâng tổng số người dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện trên 50.500 người, chiếm tỷ lệ 76,7% tổng dân số toàn huyện. Qua cái việc mà còn nước sinh hoạt thì cũng đã tạo điều kiện cho bà con, thứ nhất là thuận tiện trong cái việc là tắm rửa, giặt giũ, sinh hoạt, không phải đi ra cả cái sông suối. Và thứ hai nữa thì cái nguồn nước này cũng đảm bảo cái vệ sinh, tạo điều kiện cho trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe. Trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu để xin chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số công trình nước sinh hoạt trên địa bàn huyện để đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu dùng nước cho người dân trên địa bàn huyện. Việc huyện đầu tư các công trình nước sạch tại các xã Đầm Ròn, huyện Đam Rông đã giúp bài toán thiếu nước của xã được giải quyết. Người dân rất vui mừng vì không còn cảnh đi xa chợ nước về sử dụng. Sắp tới chúng tôi đã có cái phương án thì do chủ trương của ủy ban huyện đưa ra thì chúng tôi cũng lên kế hoạch là tuyên truyền cho bà con sử dụng làm sao mà tiết kiệm được nước, không hao phí, không cho nước tự chảy. Và dùng tắm giặt rửa ráy thì rất hạn chế để đáp ứng mọi nhu cầu của từng bộ phận. Ai số hộ nhiều thì người ta sẽ dùng nhiều, mà ít thì người ta sẽ dùng ít. Hiện trên địa bàn huyện Đam Rông có 15 công trình nước sinh hoạt. Cái được lớn nhất là bà con có nước hợp vệ sinh dùng, thay vì trước đây dùng các nguồn nước ở ao ngòi mất vệ sinh, gây nhiều bệnh tật. Công trình nước sạch không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện, nâng cao sức khỏe cộng đồng dân cư, mà còn giúp đời sống vật chất và tinh thần của bà con được nâng lên cùng với phát triển kinh tế. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.